Sơn, tại Sài Gòn. Các cái chị các bạn. Rồi nha.
7 ký không? Kích thích hơn cả nhà, quá kích thích. Dưới cái video của nghe cả nhà thích thì cả nhà ra thưởng thức nha, hấp dẫn lắm. Rồi, cả nhà đi chụp hình. Thế là của chị 250 gì? Dạ. Chính là của ấy là 250. Mới vừa ra lò mà. Rồi, cắt da ra đi. Cái quay kiểu gia truyền của Lạng Sơn đó cả nhà. Là da nó không có chín lại nha cả nhà. Nhưng mà rất thơm. Ôi. Nhìn mê anh hả? Nhìn hấp dẫn quá. Ồ, da, chặt da. Ăn kèm với dưa leo, với nước chấm nha cả nhà. Ồ, với lá mắc mà. Anh nhìn đi. 250. Lấy nửa ký được không anh? Nửa ký được anh. À, nửa ký. Còn cái này á. Ta đổi. Khách sẽ đứng chờ rồi nè cả nhà. Anh chị đứng chờ nè. Cuộc sống Sài Gòn TV em ghi nhận lại nha cả nhà. Cái này còn 270 anh. Hết không ạ? Được quá. Đây cái còn bao nhiêu? 120 thôi, có 1 mình ăn à. Chắc là còn để cho em biết nữa. Chị miếng đó ra của anh đó, 170 á. Chú lấy bao nhiêu chú? 2 ký à. Đủ rồi. Kế cho anh. Rồi cái này 140 anh. Được ký á. Cho mày lấy cái ba rọi bên kia kìa. Thôi lỡ lấy luôn bên kia đi. Này mở quá hả? Ký luôn anh. Để nguyên nó chặt nhỏ thôi. Để tối nó còn to lắm. Nó còn giòn nhưng mà chụp cũng để nguyên nó đẹp hơn. Để nguyên đi. Nó chặt vào bữa. Để đôi đấy. Cái này 220 chứ. Đúng rồi. Cái này 220. Ồ, 180 này. 180 cái đầu nữa. Cái này chụp ký 6.
Trong nhỏ đừng lên nhé. Chặt cái này thì chặt anh. Bây giờ không? Cái này của chú luôn đúng không? Xem đồ má. Giò bao nhiêu nữa? 6. 6 à? 3 vẫn là 8. Thế nó có nó kín mình nữa à? Nó kín nó nóng luôn. Thế nó đặt trước đấy. Anh em tối ăn được, tối còn vừa không? Có, chú về chú có ăn, chú em mở cái bát ra. Giò này là 200 tặng 401 với cả 506. Bao nhiêu? 401 với cả 506 là của chỗ là 907. 900 à? 970 chú. Ôi, trước nha cả nhà. Kho vàng thôi, giòn không nè. Rồi ăn chẹt luôn nè. Ngon quá. Da giòn rụm luôn. Ngon lắm cả nhà. Mình sẽ thưởng thức thêm một miếng thịt nữa. Được, miếng này nè. À cả nhà ơi, hấp dẫn không? Ba cả nhà nha. Hấp dẫn lắm, ngon á.
ngon quá. Đấy rồi, có 2 cái 2 ký là một cái 1 ký là phải chuẩn nha. 1 cái 1 ký là chuẩn nha. Còn 2 cái 2 ký là 2 cái đó phải chuẩn nha. 2 cái 2 ký là 2 cái đó phải chuẩn nha. Phải chuẩn nha. Tại bà thôi. Đừng cắm rồi đi. Video đó nha. Nếu thấy hay thì có thể là chia sẻ giúp cuộc sống Sài Gòn TV cũng như là like ủng hộ nha các nhà. Anh chị em nào chưa đăng ký thì có thể là đăng ký để xem những video tiếp theo của cuộc sống Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Cả nhà muốn ăn heo quay á thì hãy ra địa chỉ nè. Đây. 974. À các nhà ơi. 974 Tân Kỳ Tân Quý nha. Heo quay Thành Linh 3 nha các nhà. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo của mình nha.